Rồi, em xin chào toàn thể tất cả các anh em yêu thanh trên mọi miền tổ quốc ha. Rồi thì hôm nay em có sản xuất thêm một cái thiết bị là chơi âm thanh không bao giờ không thể nào thiếu ha. Đó là một cái biến áp cách ly. À, khi mà chúng ta biết mới bước đầu chơi âm thanh đó, thì chúng ta phải trang bị thứ nhất là nhức điện ha. Ok, nhức điện gì phòng tam kê tứ kệ. Ok, thì cái này là nhức rồi ha. Bắt buộc phải ưu tiên cho nó trước dù đầu chúng ta chơi âm thanh. Rồi thì ở đây em sẽ nói sơ qua cái cấu hình về cái biến áp cách ly em làm trong đây ha. Thì không có gì là phức tạp nha các anh em. Ở đây thì mình sử dụng là vỏ nhôm Atnot luôn nha. 4 miếng lắp lại, 1 2 3 4 5 miếng. 1 2 3 4 5, 6 miếng nhôm lắp lại nha. Khá là đẹp cho các anh em. Ok, phía trước là có cái đồng hồ báo hiển thị nè ha. Và kế bên là có cái CB. Ok ha. Và mình sẽ có thêm điện áp vô là 220 và ra là theo thứ tự là 100, 120 và 220. Thì ở đây thì em sử dụng cấu hình như thế này, thì là xuyến thì em làm là cái xuyến của cái đồng này nè các anh em, là đồng của hãng Liao luôn nha các anh em. Rồi và ở đây em sử dụng là tôn cái lá tôn đó là tôn silic nha, chuyên cho âm thanh luôn á, thì từ 0.6 cho tới 1 ly. Các anh em lưu ý nha, cái tôn này là tôn dùng chuyên cho âm thanh nha. Còn các anh em mà mua mấy cái xuyến ở thị trường đó là xuyến công nghiệp nha. Xuyến công nghiệp mà các anh em chơi âm thanh đó thì nó sẽ dễ bị rung ù ha. Rung ù thì các anh em cứ để cái tai vô các anh em nghe lại, thì các anh em sẽ nghe cái tiếng ù, tiếng rung nhẹ trong cái xuyến này ha. Và đối với cái xuyến này em làm là chắc chắn không, tuyệt đối là không có những cái âm thanh tạp nham ở đó ha. Đó, là như vậy các anh em lưu ý ha. À, rồi thì ở đây thì em sử dụng cái mạch lọc nguồn 50A. Nếu mà cái máy mà cơ bản á, phiên bản tiêu chuẩn á, thì em sẽ sử dụng mạch của lọc nguồn của Đức 20A mới luôn ha. Thì ở đây thì em sử dụng 50A, tại vì cái con này là hàng tháo máy ha, mạch này mạch tháo máy, tại vì cái mạch lọc nguồn này của Mỹ 1 2 3 tầng lọc khá là ok. Trước đó em xài cái mạch này cũng khá là ok cho cái bộ hộp điện lọc nguồn của em rồi ha. Rồi đối như các anh em mà có lọc nguồn á, riêng của Mỹ hoặc của Đức á, thì các anh em đưa em làm thì em sẽ trừ cái cục lọc lọc nguồn kia ra là 250 ha. Rồi thì ở đây thì chỉ có loại là em xài 3 cái 1 2 3 cái ổ điện là của hãng Hubbell, hàng này hàng tháo máy nha các anh em, hàng Mỹ, hàng nguyên, hàng mới á, thì nó khoảng rơi vào từ 300 cho đến 350 một cái nha. Thì ví dụ như các anh em có cái này thì các anh em cũng đưa luôn ha. Thì mình sẽ trừ tiền ra thôi. Thì ở đây em sử dụng là ba cái ổ điện của hãng Hubbell, hàng tháo máy, và toàn bộ là cái này, cái xuyến này cũng là đồ mới 100% nha, và cái đồng hồ hiển thị này cũng là mới 100%, và cái CB này CB nhảy luôn nha các anh em. Ví dụ như có chập điện hay là gì tự động CB nó sẽ cúp điện thôi ha. Ví dụ như trên thiết bị các anh em có bị chập điện, CB này sẽ tự động nó tắt điện ha, nó sẽ nhảy. Đó là như vậy. Còn ở đây em có sở trang bị thêm hai cái cục lọc nhiễu các anh em thấy không? Lọc nhiễu trên sợi dây điện nè, đó rất là ok, nó kêu là chọt lọc đó nha các anh em. Rồi toàn bộ là em đều đã có tiếp mát hết luôn nha các anh em. Đó ở đây thì em xài dắt nguồn điện vô là của hãng Futec luôn nha. Đó rồi dây đồng thì 100% hết ha. Đồng này là đồng ha, dây đồng. Và ở đây những cái đầu dây cốt này các anh em thấy không, mấy cái đầu cốt này nè, thì em xài là đầu cốt của Nhật hết đó nha các anh em, bấm đầu cốt của Nhật vô hết đó ha. Rồi là như vậy. Rồi bây giờ thì em sẽ đấu điện vô và em bỏ cho các anh em và đo cho các anh em xem thử ha. Rồi ok, đây em đã đấu điện vô trực tiếp rồi nha các em. Em cũng mở cái CB lên luôn ha. Ở đây thì nó báo là điện là 225V ha, 0.04A, vì em đã đang cấp điện cho cái hệ thống mạng ở nhà em ha. Nếu mà như các anh em xài mà có thêm cái thiết bị giống như là ổ NAS á, chúng ta nên xài biến áp cách ly ha, cho điện nó ổn định hơn, nó đỡ hư cái ổ cứng của chúng ta hơn ha. Điện nó ổn định, điện nó không có bị sập sình, nó hư cái ổ cứng. Rồi thì em tiến hành em đo điện ha, theo thứ tự là 100, 120, 220. Rồi ok, em cặp cái đồng hồ vô em đo thôi. Thì ở đây thì em cắm cho em đo đây. Rồi thì máy nó sẽ báo lên đây. Rồi ok, đồng hồ nó sẽ báo lên 100 ha. Rồi chuyển sang ổ 200, 120.
120 thì đồng hồ nó nhảy lên là số gần 120 nha các anh em. Đó cũng khá là ok ha. Rồi và kế bên là đo ổ 220 thì mình cặp vô đây. Ok, ta vừa quay vừa chỉnh hơi khó. Rồi ok, máy nó báo 220 là quá chuẩn nha các anh em. Rồi thì đối với các anh em xài mà biến áp cách ly mà các anh em nhà các anh em không có tiếp địa trên cái hệ thống âm thanh của chúng ta nó hay bị rò điện ha. Chúng ta lúc đó chúng ta dặn volume hoặc là chuẩn select nó hay bị tê tê tai chúng ta ha. Nếu như chúng ta đi chân đất còn nhà chúng ta có lót thảm thì mình không nói ha. Chúng ta đi trên đất là bảo đảm là nó sẽ giật tê tê liền nếu như mà nhà chúng ta không có tiếp địa. Còn đối với hệ thống biến áp cách ly này chúng ta xài á, như chúng ta nhà không có tiếp địa, chúng ta xài biến áp cách ly này thì nó được hạn chế tình trạng là bị tê tê giật tê tai ở dạng ở mấy cái hệ thống âm thanh của các anh em ha. Đó. Còn ở đây thì mình đã xài có tiếp địa luôn rồi ha, mình đấu mát đầy đủ hết luôn rồi ha. Nếu như chơi âm thanh thì các anh em cũng phải biết ha, phải có tiếp địa nó để cho nó triệt tiêu mát đi cho tiếng nó sạch sẽ hơn ha. Nếu mình cũng khuyên anh em là nên có hệ thống tiếp địa ở nhà, nếu như nhà chúng ta bí quá không có cách nào thì chúng ta chơi tạm bợ kiểu này cũng là khá là ok rồi ha, nó cũng hạn chế được cái phần nào cho chúng ta. Rồi ở cái hệ thống này em làm cái bộ biến áp này của em là 2 kPa, thì ở đây em làm là em bỏ qua một cái bước nữa kêu là một cái mạch kêu là mạch khởi động mềm ha. Cái mạch khởi động mềm để làm chi? Khởi động mềm trừ khi nào mà nhà chúng ta xài những cái automat á, cái CB á, CB tổng ở nhà, CB nhảy nha. Nếu mà nó nhỏ quá đó thì xài biến áp này nó hút điện vô, nó chịu tải không nổi là cái CB tự động nó sẽ nhảy thôi. Lúc đó là mất điện nhà chúng ta ha, quá chơi chúng ta chơi không nghe nhạc cũng không được nữa đâu ha. Thì ở đây thì em ở nhà em thì em xài cái CB tổng ở nhà cũng khá là mạnh, cũng khá là ok ha. Ampe nó cao. Thì em bỏ qua cái bước mà mạch khởi động mềm. Tại vì sao? Em bỏ qua cái bước đó? Tại vì chúng ta nếu mà chúng ta bí quá chúng ta mới chơi cái mạch khởi động mềm thôi. Nhưng mà mạch lắp cái mạch khởi động mềm vô, ví dụ như điện 10 phần nó giảm còn 2 phần, nó giảm 2 phần còn 8 phần điện nha các anh em. Thì chúng ta cũng biết ha, chơi âm thanh nó phải điện phải liên tục để nó quýnh những cái bài trống hoặc là tiếng bass nó không có bị vỡ, nó không cái tiếng bass nó mới tròn, nó mới căng được ha, nghe nó mới phê được. Các em cũng biết cái điều này ha. Đó nói vậy là ta nói nhất điện gì phòng cam kê tứ kệ là chỗ đó đó các anh em. Đó. Rồi thì em nói lại ha. Thì ở đây thì em xài là xuyến. Cục xuyến ha. À những cái lá tone trong đây là tone slip chuyên cho âm thanh luôn ha. 0.6 cho tới 1 ly. Còn đồng ở đây em xài là đồng nguyên chất của hãng Liao luôn ha, mới 100%. Ở cái thiết bị em làm này á, thì toàn bộ là thiết bị mới hết, chỉ có hai phần là hiện tại chỉ có hai phần là cái mạch này là mạch hàng tháo máy nữa ha, và ba cái cục điện và ba cái ổ điện này là hàng tháo máy luôn của hãng Hubbell. Thì một cục mới có khoảng nó rơi vào cũng 350-500 ngàn tiền cục á ha, nên em xài hàng tháo máy cũng khá là ok rồi. À, như vậy rồi thì đối với sản phẩm này thì em báo giá luôn là 6.800.000 cho phiên bản là mạch lọc nguồn 20A. Mạch lọc nguồn 20A em cũng dùng là mạch lọc nguồn mới luôn nha các anh em, của Đức nha. Còn các anh em mà muốn có mạch lọc nguồn 50A của Mỹ hoặc là của Đức thì lúc đó chúng ta cộng thêm tiền ha, cộng thêm nhiêu thì em sẽ báo phí cho các anh em sau. Nói chung là mạch lọc nguồn 20A phiên bản tiêu chuẩn cũng khá là ok rồi các anh em ha. Rồi là như vậy. Còn đối với các anh em mà thì cái quy trình mình đặt hàng á thì em nhận cọc là 50%, thời gian giao hàng từ 5 đến 7 ngày là có cho các anh em nha. Thì biến áp cách ly thì khá là nặng, nó tới khoảng 20 kg được nha các anh em. Các anh em cứ yên tâm, bên em đóng hàng rất là cẩn thận về mấy cái vấn đề này ha. Rồi thì về cái vấn đề mà nhiều cái trường hợp mà biến áp cách ly nó hay bị kêu á, nó kêu á là do một á là ta họ dùng tone này ví dụ như ngoài thị trường nó sẽ dùng tone công nghiệp, cái tiếng kêu rất là lớn. Đối với những cái biến áp cách ly mà hàng bãi á, có những cái nó kêu rất là to, nhiều anh em phải mang cục nó ra ngoài phòng nghe nhạc để á, xong truyền cái sợi dây điện vô bên trong cắm cái ổ điện xài ha. Còn đối với em xài hàng mới luôn nên cái tiếng hay là cái gì đó rất là hạn chế luôn nha các anh em. Các anh em để sát lỗ tai xuống á thì nó chỉ nghe tiếng rất là nhỏ nha ha. Nó mà không kêu á là tất nhiên là cái này nó không có điện nha các anh em. Đó, các anh em lưu ý ha. Còn mà cỡ khoảng cách xa mà khoảng từng 20
20 cm thôi, cỡ gang tay này em để nè ha, là không nghe tiếng gì luôn, rất là êm ái luôn á, không nghe một tiếng gì luôn á ha. Rồi lúc đó chúng ta bỏ trong phòng nghe nhạc cũng khá là ok ha, lý tưởng. Lúc đó chúng ta ra ngồi ghế sofa chúng ta nghe nhạc hoặc là nằm trên giường nghe nhạc thì khá là ok ha. Đó, 20 cắt ngón tay cách 20 cm nè, cỡ gang tay nè ha. Đó, không nghe một tiếng gì luôn. Chúng ta đọc đút sát tay vô thì chúng ta sẽ nghe tiếng rất là nhỏ thôi ha. Là như vậy. Rồi, ok thì em xin báo giá lại nha, phiên bản tiêu chuẩn là 6.800.000 nha các anh em. À, đặt cọc giùm em 50%. Giao hàng từ 5 đến 7 ngày là có cho các anh em ha. Rồi, thì ở đây em nói lại là em xài cái CB nhảy luôn nha các anh em ha. CB nhảy là rất là tiện lợi khi cho em thanh, ví dụ như điện đốm chúng ta, hệ thống chúng ta có bị chập điện thì tự động cái cục này nó nhảy điện ha, nó rất là bảo vệ cho cái hệ thống mạch. Thứ nhất là nó bảo vệ mạch hệ thống điện của chúng ta, thứ hai là nó không có bị mất điện cho cả gia đình ha. Là như vậy. Rồi, ok, em cũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn tất cả các anh em quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.